Thưa quý vị, ảnh hưởng của nhiều đợt mưa bão liên tiếp khiến cầu sông Vầu nằm trên địa bàn huyện Đông Giang của tỉnh Quảng Nam bất ngờ bị sụt lún nghiêm trọng, gây ách tắc hoàn toàn giao thông. Từ đầu tháng 11 đến nay, thì hàng ngàn người dân tại đây phải tìm đường vượt sông vô cùng nguy hiểm, nhất là đối với các em học sinh. Rất nhiều hộ dân miền núi đang mong chờ giải pháp khắc phục để yên tâm đi lại và sớm ổn định cuộc sống. Đây là cách người đàn ông này lựa chọn để vượt sông về làng. Không ai muốn như vậy, nhưng họ cũng không còn cách nào khác. Khi cây cầu trên tuyến đường độc đạo đang bị hư hỏng nghiêm trọng, chính quyền đã chốt chặn, không thể lưu thông. Nguy hiểm và đáng âu lo hơn rất nhiều là đường đến trường của những em học sinh vùng cao. Trong điều kiện thời tiết bình thường, người lớn cũng phải dắt díu con em mình qua sông đi học. Nếu mưa lũ bất ngờ xảy đến, hậu quả sẽ rất khó lường. Các mang nhà nước và nhân dân cùng lồn chi đó để cố gắng tổ điều kiện để cho các cái cào cho dân ở đây cầu sông Vầu nằm trên tuyến đường DH1, rộng khoảng 6m, dài hơn 40m, nối xã Ba với xã Tư, huyện Đông Giang, được xây dựng vào năm 1999, đã giải quyết nhu cầu đi lại cho hơn 2.000 người dân miền núi. Tuy nhiên, đầu tháng 11 vừa qua, nước sông Vầu dâng cao và chảy xiết đã gây xói lở lòng sông, khiến hai nhịp cầu bị trượt ra khỏi gối kê mặt cầu hư hỏng nặng. Ngay sau khi phát hiện sự cố, chính quyền đã cấm biển báo chốt chặn không cho người phương tiện qua lại, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân đồng thời khẩn trương khảo sát, đánh giá hiện trạng để đưa ra phương án khắc phục. Cơ cào bị sự cố là huyện đã chỉ độ khẳng cấp ngay cấp ngành xuống thực hiện là rồ chắn cảnh bố người dân và tuyên truyền cho người dân biết cái tình huống cào bị sự cố là để hoàn chế và không cấm người dân đi qua lại để xảy ra cái tình à, huống là thiệt hệ về tính mạng tài trọng người. Và huyện cũng đã cho có bố cố dĩ quan tỉnh để có cái hướng dẫn về cái, cái, cái quy trình thực hiện cái, cái sự cố của cào. Hiện nay vẫn đang là giai đoạn cao điểm của mùa mưa bão, nên việc để người dân vượt sông một cách tự phát là vô cùng nguy hiểm và tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Vì vậy, chính quyền và ngành chức năng tỉnh Quảng Nam cần khẩn trương đánh giá mức độ hư hỏng cầu sông Vầu để sớm có giải pháp khắc phục. Trước mắt, cần phải đặc biệt quan tâm việc mở tuyến giao thông tạm thời để đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng cho hàng ngàn người dân trong mùa mưa lũ.